Ngày 5 tháng 12, SEA Games 30 diễn ra với các nội dung chung kết bộ môn bơi. Trước đó, chúng ta đã có một tấm huy chương vàng và một kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do nam của Nguyễn Huy Hoàng. Sang đến ngày hôm nay, anh lại khiến cho tất cả người hâm mộ Việt Nam cũng như ban huấn luyện sửng sốt khi tiếp tục giành một tấm huy chương vàng và phá sổ kỷ lục SEA Games tới 20 giây ở nội dung 1500m tự do nam. Kình ngư người Quảng Bình cán đích với thành tích là 14 phút 58 giây 14, bỏ xa người về thứ hai tới 22 giây, tức là nửa vòng bể bơi. Với thành tích này, anh đã đạt chuẩn A ở nội dung 1500m theo thang đo của Olympic. SEA Games 30 là một kỳ thi đấu thành công với Nguyễn Huy Hoàng khi anh đã có được cho mình 2 tấm huy chương vàng và 2 kỷ lục SEA Games. Kết thúc ngày thi đấu thứ 2 của nội dung bơi lội, niềm hy vọng vàng của Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia tổng cộng 4 nội dung nhưng chỉ mang về một tấm huy chương vàng ở nội dung 200m hỗn hợp nữ và một tấm huy chương bạc nội dung 50m bơi ngửa nữ. Ở hai nội dung còn lại, cô có thành tích đáng thất vọng khi về thứ 7 ở nội dung 200m bơi bướm và về cuối cùng ở nội dung 200m bơi ếch. SEA Games 29 tổ chức vào năm 2017, cô gái vàng bơi lội Việt Nam đã có được cho riêng mình 8 tấm huy chương vàng trên 12 nội dung thi đấu. Thành tích năm nay của Ánh Viên thực sự khiến cho nhiều người hâm mộ thất vọng. Phong độ và thể lực của cô có thể không còn được như trước, nhưng chúng ta vẫn kỳ vọng cô sẽ mang về một tấm huy chương vàng trong nội dung 200m bơi ngửa nữ diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Võ sĩ Trương Đình Hoàng đã lọt vào bán kết boxing hạng 81kg nam sau khi thắng đối thủ chủ nhà Philippines với tỷ số 3-2 chung cuộc. Với lối đánh quyết liệt cùng hai pha KO mạnh mẽ, chiến thắng của tay đấm người Việt Nam là không thể bàn cãi. Nói chung là cái nỗ lực tập luyện của em thời gian qua để được đền đáp xứng đáng. Tụi em cũng đã chuẩn bị rất kỹ để cho trận đấu này. Nên là có đấu pháp của huấn luyện viên chỉ ra. Đối thủ với cái đoàn đó thì cũng làm ảnh hưởng đến cái thể lực của cậu ta rất nhiều. Thật sự thì nó khó khăn thì vì là quá lâu em không có thi đấu nghiệp dư trong nước 4 năm. Nên là em thời gian làm quen của em lại cũng rất ngắn, nhưng mà cũng được sự giúp đỡ của ban huấn luyện với mọi người tạo điều kiện cho em. Thì đấy là cái động lực để em cố gắng hơn. Cái môn thể thao này là không nói trước được điều gì hết. Em cố gắng từng chặng để mang huy chương vàng về cho Việt Nam. Với phong độ như hiện tại, chúng ta cùng hy vọng vào một chiến thắng của Trương Đình Hoàng trong trận bán kết tiếp theo tại SEA Games 30. Trong ngày thi đấu thứ 5 tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm được 4 tấm huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng ở các môn bơi lội, pencastilat, đấu kiếm. Đáng chú ý là 2 chiếc huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên tại môn bơi lội ở nội dung 1500m tự do nam và 200m hỗn hợp cá nhân nam. Sau 5 ngày thi đấu tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện tại, chúng ta có 31 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Huấn đoàn thể thao Indonesia xếp ngay sau 4 huy chương vàng. Nước chủ nhà Philippines vẫn giữ ngôi đầu bảng tổng sắp với 63 huy chương vàng, gấp 2 lần so với Việt Nam. Vào ngày mai mùng 6 tháng 12, các vận động viên của Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30 ở các bộ môn điền kinh, judo, golf và đặc biệt ở môn bơi lội có sự xuất hiện của những hy vọng vàng của Việt Nam là Ánh Viên, Lê Nguyễn Pôn và Hoàng Kỳ Phước.